Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức khởi công xây dựng cầu Bắc qua sông Vàm Cỏ Tây. Đây là hạng mục nằm trên tuyến đường vành đai thành phố Tân An nối với các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành của tỉnh Long An. Đến dự lễ có Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cùng lãnh đạo địa phương. Công trình hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội và hình thành bộ mặt đô thị của thành phố Tân An văn minh hiện đại trong thời gian tới. Tổng chiều dài phần đường dẫn vào nhịp chính cầu Bắc qua sông Vàm Cỏ Tây là 2 km, rộng 18,5 m với 4 làn xe, tổng vốn đầu tư gần 579 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng.